Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020. Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp khẩn cấp về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Nông dân Tiên Lữ xuống đồng chuẩn bị gieo cấy lúa xuân. Thành phố Hưng Yên có trên 850 ha nhãn ra hoa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương cấp ủy tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cùng 90 đại biểu là đại diện tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trên các lĩnh vực 5 năm 2015-2020. Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng như các thế hệ chiến sĩ Cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chọn đời cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên. Diễn văn cũng khái quát về quá trình hình thành các tổ chức Đảng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi, đặc biệt là trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại Hưng Yên, sau khi thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Giải Thị cuối năm 1929, phong trào cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, nhiều chi bộ đảng được thành lập mới là tiền đề cần thiết để đến tháng 7 năm 1941, tỉnh tổ chức hội nghị các chi bộ đảng tại Đinh Thôn, xã Cẩm Đinh, huyện Ân Thi, thống nhất thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào cách mạng ở Hưng Yên gắn với phong trào cách mạng cả nước và giành được những thắng lợi quan trọng. Hơn 23 năm sau khi tái lập tỉnh, Hưng Yên đã không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2019, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng gấp 200 lần so với khi tái lập tỉnh. Thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng một người trên năm. Thu nhập một hecta canh tác năm 2019 đạt 203 triệu đồng. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm trên 62%. Nhiều khu công nghiệp trở thành tiêu biểu của toàn quốc như khu công nghiệp Thăng Long 2, Phố Nối A, 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những thành tựu mà Hưng Yên đạt được là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thông qua sự nghiệp đổi mới đất nước, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ chính quyền tỉnh, sự đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cùng những người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống trong và ngoài nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh: ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua, truyền thống của Đảng bộ Hưng Yên trong quá trình phát triển lớn mạnh đi lên cùng cả nước, chúng ta càng nhận thức và khẳng định niềm tin sắt son và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo cách mạng,
Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng lớn mạnh, dày dạn kinh nghiệm để càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Với những kết quả Hưng Yên đã đạt được là rất đáng tự hào. Đó là tiền đề quan trọng để năm 2020, Đảng bộ tỉnh ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện nghị quyết 18 Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh. Tới đây, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các cấp trong tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của Đảng ta, của quê hương Hưng Yên, văn hiến, cách mạng và anh hùng, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh với ý chí, nghị lực và niềm tin, nỗ lực phấn đấu, thi đua thiết thực hướng về kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ và các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tự hào về quê hương Hưng Yên, tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam như lời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời hằng mong muốn và như lời động viên tin tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về tỉnh ta những ngày đầu xuân Tết Mậu Tuất năm 2018 đã chúc Hưng Yên ngày càng hưng yên hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiếp đó, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Trung Đình đại diện các đồng chí cán bộ thế hệ lãnh đạo đầu tiên của tỉnh thời kỳ tái lập tỉnh năm 1997 phát biểu về những khó khăn, sự đoàn kết lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong những năm mới tái lập tỉnh. Bên cạnh đó là sự cảm nhận về sự thay đổi của Hưng Yên từ năm 1997 đến nay. Đại diện thế hệ trẻ tham luận của cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, người tiên phong trong đổi mới công nghệ giáo dục trung học phổ thông, đưa học sinh Hưng Yên kết nối thế giới và đã lọt top 50 giáo viên nhận giải giáo viên toàn cầu năm 2019. Trong đó, tin tưởng rằng lớp thanh niên thời kỳ mới với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn tiếp tục phát huy những thành quả của các thế hệ thanh niên lớp trước và giữ vững vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng. Bởi chân lý mà những người trẻ đang theo đuổi là chân lý của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Lý Tự Trọng. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên trao bằng ghi danh và tặng hoa cho 45 cấp ủy tổ chức đảng và 45 đảng viên tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015-2020. Sáng nay, Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí hiện có 89 hội viên. Những năm qua, các hội viên Ban Liên lạc đã làm tốt vai trò người đảng viên nơi cư trú, tích cực đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng thời làm tốt công tác thăm hỏi tổ chức đưa hội viên đi tham quan điều dưỡng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã thông báo những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm 2019, định hướng phát triển trong năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thành viên trong Ban Liên lạc tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này,
Ban liên lạc tỉnh ủy viên hưu trí đã tổ chức chúc thọ 5 hội viên tròn 95, 90, 85 và 70 tuổi. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tối ngày 30 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 90 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho trên 13.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đều là những đảng viên có tuổi đời dưới 35 tuổi, có nhiều đóng góp trong công tác đoàn hội đội, xây dựng phát triển quê hương. Các đảng viên trẻ được tuyên dương chảy đều ở các lĩnh vực khác nhau, từ khu vực nông thôn, công nhân đô thị đến đảng viên trẻ trong khối lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Hưng Yên tiến bước dưới cờ Đảng. Với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước do các đoàn viên thanh niên tại các huyện thành thị đoàn công phu giàn dựng và thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay tỉnh Hưng Yên chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus corona. Hiện các cơ sở y tế trong tỉnh đã thành lập các đội đáp ứng nhanh, chuẩn bị sẵn sàng đủ vật tư trang thiết bị, trang phục phòng hộ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hiện đã chuẩn bị 5.000 bộ quần áo khẩu trang, hơn 1.000 gói chloramin B, sẵn sàng phát cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly giường bệnh, sẵn sàng tổ chức thu dung cách ly, điều trị bệnh nhân. Hiện nay Hưng Yên có hơn 700 người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp. Sau Tết đã có gần 200 lao động trở lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm việc. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, các ngành cần phối hợp giám sát chặt chẽ du khách đến từ vùng có dịch. 15 cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tiếp nhận, khám sàng lọc, thu dung, điều trị, quản lý theo phân tuyến, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ để sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân nếu có. Đồng thời yêu cầu các địa phương sớm thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây lên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh tập trung quyết liệt phòng chống ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Trung ương xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quyết liệt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải thực hiện một cách quyết liệt. Mỗi cán bộ chúng ta là ngoài từ xã lên đến tỉnh là phải tinh thần phải quyết liệt, phải hiệu quả và phải trách nhiệm. Người đứng đầu các cơ quan, chính quyền từ tỉnh xuống đến cơ sở, từ các cơ quan, các thành viên ủy ban dân, giám đốc các trung tâm y tế, các giám đốc các trạm xã, các xã là phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong vấn đề phòng chống dịch, và đồng thời đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh ý, là làm sao mà xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị từ vấn đề là dự phòng, rồi từ vấn đề thu dung, rồi vấn đề để cách ly, rồi điều trị, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ, xây dựng các phương án theo từng cấp độ lây lan và tuân thủ các biện pháp cách ly, phải khuyến cáo dân hạn chế tối đa các cái lễ hội, và ngay bản thân tỉnh rồi hội nghị họp trong điều kiện này cũng phải giảm đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng mà cũng phải là đấu tranh rồi xử lý nghiêm các cái vấn đề là thông tin không chính xác,
gây hoang mang. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 236 thành lập Ban chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên vừa tổ chức tập huấn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona cho các y bác sĩ và cán bộ nhân viên của bệnh viện. Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin cho các học viên về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, đường lây, các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh, biểu hiện khi nhiễm virus corona. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là một trong những đơn vị y tế được phân tuyến điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Hiện bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona, đảm bảo đủ thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Cho đến thời điểm này, địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do virus corona. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngành giáo dục Hưng Yên cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh cho hơn 300.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tất cả các trường để chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp và triển khai các buổi tập huấn cho giáo viên. Nhiều trường học như Tiểu học An Tảo, Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành đã gửi tin nhắn khuyến cáo về dịch bệnh đến phụ huynh học sinh và trang bị khẩu trang y tế cho tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Học sinh được yêu cầu giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh, dùng khăn giấy che miệng khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt ra thùng rác, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh về đường hô hấp. Khi cần thiết phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế, phụ huynh học sinh chủ động cho con em nghỉ học khi có biểu hiện của bệnh và thông báo ngay cho nhà trường. Ngay từ ngày đầu tiên đi học là ngày hôm qua, ngày mùng 6 Tết, thì toàn bộ nhà trường đã có những cái thông báo tới phụ huynh học sinh cùng với cả học sinh các cái biện pháp, 5 cái biện pháp yêu cầu chính của Bộ Y tế. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn toàn bộ trong ngoài nhà trường, đặc biệt là các cái lớp học trong cái thời gian tới thì mỗi ngày nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn để đảm bảo cái tính an toàn nhất cho học sinh. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe, thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin về nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung vào không khí ngày làm việc đầu năm mới, người dân huyện Tiên Lữ đang khẩn trương xuống đồng làm đất, chuẩn bị sẵn sàng cho gieo cấy vụ xuân. Tranh thủ thời tiết đang ấm lên và nguồn nước thuận lợi, nông dân huyện Tiên Lữ đang tích cực huy động máy lồng bừa làm đất giữ nước. Toàn huyện đã làm đất được trên 2.000 ha trong tổng số 3.600 ha gieo cấy theo kế hoạch. Nhiều xã có tiến độ làm đất nhanh đã cơ bản hoàn thành là Hải Triều, Hưng Đạo, Ngô Quyền. Cùng với đó, bà con tiến hành vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón. Nông dân nhiều xã đang tiến hành ủ mạ để chuẩn bị xuống giống sau cấy trong tháng 2 tới theo đúng khung thời vụ. Huyện chủ trương đưa vào gieo cấy 4 giống lúa chủ lực là Đài Thơm 8, Tiếp Thơm Hưng Yên, Hà Phát 3 và TBR279 với cơ cấu lúa chất lượng cao chiếm trên 75%. Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc, đến thời điểm này, nhiều diện tích nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã ra chùm hoa,
một số diện tích nhãn sớm đang nở hoa, đậu quả. Thành phố Hưng Yên hiện có 950 hectare nhãn, tập trung chủ yếu tại xã Hồng Nam, Tân Hưng và Vương Triều. Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc và điều khiển để nhãn ra hoa đậu quả, cộng với nhiệt độ xuống thấp những ngày vừa qua là điều kiện thuận lợi để nhãn ra hoa. Hiện đã có 850 hectare diện tích nhãn ra chùm hoa, trong đó có 210 hectare diện tích nhãn đang nở hoa và đậu quả. Để đảm bảo năng suất, chất lượng nhãn, hiện tại ngành nông nghiệp thành phố đang hướng dẫn các hộ trồng tập trung chăm sóc như bón bổ sung phân bón vi lượng cho diện tích nhãn đã ra hoa bằng hình thức phun các loại phân bón lá để tăng khả năng thụ phấn đậu quả. Đối với diện tích nhãn chưa ra hoa, tuyệt đối không được bón các loại phân bón, kể cả phân bón qua lá, không để ảnh hưởng đến việc phân hóa hoa và ra hoa của cây. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.